Những hạt này nó có cánh nè. Đó là đôi cánh thiên thần. Nó vừa sinh ra đã có thể dương rộng đôi cánh, dũng cảm bay về phía trước. Dù trên đường gặp phải mưa to gió lớn, đôi cánh đứt lìa, nó vẫn cứ bay mà không bao giờ bỏ cuộc. Đôi cánh thiên thần. Tại sao? Tại sao nó lại chia cắt con và ba vậy chứ? Con ghét nội. Con không muốn rời xa ba đâu. Tôi mặn không? Hãy tin anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em suốt đời. Giám đốc sản xuất Kim Yến Linh, biên kịch Trương Phương Anh, Mạc Bội Nho, Khâu Chiêu Du, Trương Vũ Trung, đạo diễn Phùng Hương Hoa, với các diễn viên Đậu Trí Khổng vai Lâm Hạo Dương, Hạ Như Chi vai Tô Mạn Âm, Hồng Tiểu Linh vai Hồ Thái Ni, Dương Nhất Triển vai Triệu Văn Tường, Trần Sa Lợi vai Tô Nghiêm Quân Linh, Trần Tú Trân vai Trần Ngọc Phụng, Trần Tâm Huệ, Lâm Tại Bồi vai Hồ Đức Sương, Phương Sầm vai Tô Lệ Trinh, Huỳnh Kiến Quần vai Cam Bảo Sinh, ông Gia Minh vai Tô Chí Diễn cùng một số diễn viên khác. Đôi cánh thiên thần. Tập 14. Tôi nói nếu như em có thể biến mất thì Hồ Dương, anh đưa Ba Âm lên bờ. Đưa Ba lên bờ đi. Mau lên. Đáng ghét, sao lại bị chuột rút chứ? Không sao chứ Mạn Âm? Không sao.
Chí Tường, Chí Tường đâu? Sao bỏ nãy một mình ở ngoài kia chứ? Chí Tường đâu? Chí Tường, anh ấy im bơi phía sau em mà. Dân Tường, 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 Dân Tường. Xin lỗi, chúng tôi phải cấp cứu bệnh nhân, xin mọi người hãy chờ ở bên ngoài. Mạn Âm, con ngoan, con không sao chứ? Nội ơi, con không sao. Không sao thì tốt. Còn Dân Tường? Bà ngoại, Mạn Âm thì không sao, nhưng mà Dân Tường vì cứu Mạn Âm bây giờ phải nằm ở trong đó. Nếu Dân Tường thật sự xảy ra chuyện gì đó thì ngoại nói mình phải làm sao đây? Mẹ, mẹ vừa đi được xa tới đây, mẹ ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Hả? Con cưng à, bản thân con mình đang vô sự là tốt nhất rồi, còn lo người khác làm cái gì. Đừng khóc ha, ngoan ngoan. Thái Nì, ở trong bệnh viện mà con khóc như vậy còn ra thể thống gì nữa? Nếu tin này truyền ra ngoài, mặt mũi tôi gia để ở đâu đây? Em làm sao vậy? Con gái mình bị tổn thương mà, phải quan tâm an ủi nó chứ, làm gì mà dữ vậy? Được rồi, ở đây là bệnh viện, có chuyện gì để về nhà nói đi. Dạ, nghe lời bà ngoại đi, về nhà rồi nói ha. Hào Dương. Mẹ. Mạn Âm, hai con không sao chứ? Không sao. Xin chào bà chủ tịch. Tâm Huệ. Hạo Dương, lại đây. Mẹ. Bà chủ tịch, đây là con trai tôi, Lâm Hạo Dương. Cậu ấy là con trai của cô. Dân Tường, anh tỉnh lại đi, anh nhìn em đi. Dân Tường, em là Thái Ni đây, anh tỉnh lại nhìn em đi. Dân Tường, lúc em bị trượt chân rơi xuống biển, chính anh đã nắm lấy tay của em và cho em hy vọng được sống. Bây giờ em cũng sẽ nắm tay anh mãi như vậy cho đến khi nào anh tỉnh lại. Cũng tại cô đó, nếu không có cô thì bây giờ Dân Tường đâu có nằm ở đây. Dân Tường, anh tỉnh lại đi Dân Tường. Còn đó, còn đúng là Dân Tường đã như vậy còn gây chuyện, còn nhất định làm mọi chuyện rối tung lên, có phải không? Ê, Dân Tường à, Dân Tường, Dân Tường, Dân Tường, sao còn ngốc vậy? Không phải lúc nào bác cũng dặn con đi kiếm tiền thì có thể chạy trước, còn đi cứu người thì phải chạy sau cùng hay sao vậy? Sao con không chịu nghe lời ba vậy hả? Có muốn làm cho ba tức chết con mới vui, có phải vậy không hả? Dân Tường à, anh Triệu à, được rồi, được rồi, được rồi, đừng lo lắng buồn phiền gì nữa. Bác sĩ đã nói rồi, cái mạng của Dân Tường giữ được lần này đã là một may mắn lớn nhất trong bất hạnh rồi, còn lo cái gì nữa chứ hả? Ông còn dám nói kiểu đó à? Hả? Đúng là nó đã được cứu, nhưng mà nếu cả đời nó cứ hôn mê như vậy thì khác gì là người chết trời chứ? Ơi, bình tĩnh ông lại đi. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi, đừng có nổi nóng như vậy gì? Bà
Bây giờ con tôi nó ra đâu nổi thì tôi còn bình tĩnh được làm sao? Làm sao mà bình tĩnh chứ? Anh này đâu à? Bình tĩnh hả? Tôi đang nói chuyện mà. Anh nói chuyện với mẹ tôi đàng hoàng một chút đi. Con cũng cầm miệng. Các người nhìn thấy chưa? Con trai tôi nó đang khỏe mạnh, tự nhiên bây giờ lại nằm bất động ở đây chỉ vì cứu cháu gái của các người thôi. Tại sao nó lại như vậy chứ? Nếu như con trai của tôi có bại đệ nào thì tôi sẽ liều mạng với tôn gia của các người. Sao con người ông nói chuyện kỳ cục quá vậy hả? Tôi làm sao chứ? Cút! Thôi. Cút đi! Màn âm, chúng ta về. Thái Ni, đi. Thái Ni. Trời ơi! Bác Triệu, tôi không muốn nhìn thấy con nữa. Đi ra giùm tôi đi. Đi ra đi. Tại sao người nằm trong bệnh viện là Dương Tường chứ không phải là cô? Nếu như cô không dành Dương Tường với tôi thì đâu có xảy ra chuyện như vậy chứ. Đủ rồi, cãi nhau trong bệnh viện chưa đủ phải không? Còn về nhà còn cái nữa hả? Không biết chán à? Thái Ni, mau xin lỗi ngoại đi. Con xin lỗi ngoại. Nội ơi, con xin lỗi. Mọi chuyện cũng tay con mà ra. Chỉ vì Triệu Dân Tường mà hai chị em con trở thành kẻ thù, có đáng không? Hả? Nội quyết định rồi. Không cần biết Triệu Dân Tường nó có tỉnh lại được hay không, Tô gia chúng ta cũng không có đứa nào lấy nó cả. Bà ngoại. Không nói nữa. Mọi người về phòng ngủ đi. Có chuyện gì ngày mai nói tiếp. Thái Ni, chúng ta về phòng đi. Mau lên. Về ngủ đi con. Nội ơi. Con cũng đi đi. Trước đây Lệ Trinh vì sự nghiệp này mà hiềm khích với Chí Diễn, bây giờ Thái Ni lại vì Dân Tường mà xem Mạng Âm như cái gai ở trong mắt. Chẳng lẽ đây chính là số phận của nhà họ Tô sao? Nè, đưa đây. Đưa đây. Nè đại ca, đây là bia đâu phải trà đâu, uống gì kiểu anh sớm muộn cũng gục thôi. Đi đi. Thật ra anh đang đau khổ chuyện gì vậy? Có chuyện gì cũng thể nói được mà, chúng ta là huynh đệ kia mà. Nếu là huynh đệ thì đừng nói nhiều như vậy. Hãy uống với tôi đi. Được, em muốn uống phải không? Uống đi. Cậu uống đi. Bộ điên hả? Đúng, tôi điên đó. Uổng công xem anh là huynh đệ của mình. Những lúc có tâm sự anh chỉ giấu trong lòng không nói tôi nghe. Vậy anh có xem tôi là huynh đệ không? Được, đúng là tôi không tốt. Tôi đã không nói mọi chuyện cho cậu nghe. Bây giờ tôi nói cho cậu nghe. Bây giờ trong lòng tôi đang bị người ta đánh một cú thật mạnh, thật đau. Ngoài chuyện uống rượu ra, tôi không tìm ra được cách nào tốt hơn. Đại ca, không phải anh tỏ tình với Mạng Âm rồi bị từ chối sao? Nếu như tỏ tình bị từ chối thì còn đỡ, ngay cả cơ hội tỏ tình còn chưa có nữa. Thế gian này làm gì có cuộc thi đấu nào buồn cười như vậy? Cuộc đấu chưa bắt đầu đã bị loại rồi sao?
Đại ca anh đi đâu vậy? Mau gọi điện thoại cho tôi bằng âm đi. Mau lên đi, mau lên đi. Trời ơi, sao hôm nay cứ chần chừ hoài vậy? Để tôi gọi cho. Đây. Alo. Alo, tôi Mang Âm hả? Tôi và đại ca đang đứng trước cửa nhà cô nè. Đại ca, tôi có chuyện muốn nói với cô. Alo. Alo. Đại ca, cô cúp máy rồi kìa. Đại ca, cuộc đấu kết thúc như thế nào nhờ sự cố gắng của anh đó. Anh tìm tôi có chuyện gì? Anh... Nếu như không có chuyện gì, tôi đi vô đó. Anh thích em. Anh thích cô gái vì cứu một đứa bé mà không màng đến tính mạng của mình. Anh thích cô gái ăn cơm hộp với anh, cùng nhặt gỗ với anh, cùng anh đi dạo suốt cả buổi chiều. Anh thật sự rất thích em. Tôi sắp kết hôn với Dân Tường rồi. Sau này anh đừng đến tìm tôi nữa. Tôi Mạng Âm, em có thể không kết hôn với Triệu Dân Tường được không? Anh chính là Lâm Hạo Dương của 5 năm trước đây. Mạng Âm, tôi nói mà, bên ngoài ồn ào như vậy không biết chuyện gì, thì ra lén lút hẹn hò với Lâm Hạo Dương. Chị, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu. Không cần phải giải thích, những gì hai người nói tôi đã nghe rất rõ ràng. Tuy rằng tôi không thích Lâm Hạo Dương cho lắm, nhưng ít ra anh ta còn giống một người đàn ông, đã dám nói ra những gì trong lòng mình nghĩ. Còn cô thì sao? Ở trong bệnh viện cô nắm tay Dân Tường, nói là cô sẽ đợi đến khi anh ấy tỉnh lại. Vậy mà vừa về đến nhà lại lén lút chạy ra đây hẹn hò. Tôi cho cô biết, thế gian này không có chuyện tốt như vậy đâu. Bây giờ nhân lúc Lâm Hạo Dương còn ở đây, cô hãy nói rõ ràng mọi chuyện đi. Thật ra người cô yêu là ai? Nói đi chứ. Mạng Âm, tôi Mạng Âm. Người ta đã không thèm ngó tới anh, anh có thể về được rồi. Đại ca, sao rồi? Ổn không? Đại ca, trọng tài quyết định sao? Sao tới giờ Hạo Dương vẫn chưa về nhà nữa? Đợi giùm con. Hạo Dương. Hạo Dương, sao con uống say dữ vậy hả? Nè. Trong lòng đại ca không vui, cho nên tụi con uống vài ly. Vì Ngọc Phụng mà, con giao nó cho dì nha. Nè nè, cẩn thận đó. Hạo Dương, trước giờ mẹ chưa bao giờ thấy con uống say như vậy. Chẳng lẽ con lại vì Mạng Âm sao? Thật ra đã xảy ra chuyện gì, con nói đi. Mẹ Ngọc Phụng, cô đã đi tìm Tô Mạng Âm, nói với cô ấy, nói là con yêu cô ấy. Con nói với cô,
con rất thích cổ. Chỉ còn một chút nữa thôi. Con đã nói hết tất cả mọi chuyện cho cô ấy nghe. Con thật sự rất muốn nói với Mạn Âm, người cô ấy yêu chính là Lâm Hạo Dương, không phải là Triệu Vân Tường. Hạo Dương, mẹ có lỗi với con. Mẹ biết trong lòng con rất đau khổ, nhưng mà trong lòng mẹ còn đau khổ hơn con gấp trăm lần. Con gái của mình đứng ngay trước mặt mà không thể nhìn con. Năm năm nay những đau khổ mẹ chịu con hiểu hơn ai hết. Để trị căn bệnh ung thư đó, mẹ phải chịu đau hết lần này đến lần khác. Để điều trị quá trị khó khăn lắm mới dứt được bệnh ung thư, lại phải tiếp tục giải phẫu gương mặt, phẫu thuật căng da hết lần này đến lần khác. Mẹ tưởng như là mình đang sống ở địa ngục, nhưng vì mong muốn được gặp Mạn Âm một lần, cuối cùng mẹ cũng đã vượt qua tất cả. Nhưng mà bây giờ chỉ muốn hoàn thành kế hoạch trả thù nhà họ Tô đó. Mẹ phải kìm nén lòng mình, đối xử với Mạn Âm như một người lạ. Mẹ Ngọc Phùng, con xin lỗi. Con hứa với mẹ, con sẽ giấu bí mật này vào nơi sâu kín nhất trong tim mình. Vĩnh viễn sẽ không để cho bất cứ ai biết. Có phải sao? Vân Tường, em còn nhớ lúc em học ở nước ngoài bị bệnh, đúng lúc đó anh gọi điện thoại đến cho em, anh muốn nói chuyện với em, nhưng mà tại vì em không được khỏe nên em đã mắng anh
gì mà anh không hề nói giận với em, lại còn đi máy bay suốt đêm để đến bệnh viện với em nữa? Em thật sự rất là cảm động, em rất vui. Em còn nhớ lúc đó trên tay của anh đang cầm một bó hoa bách hợp đẹp giống như vậy. Không chỉ anh tặng quà cho em mà còn kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện lúc chúng ta còn nhỏ. Có một lần em bị ngã xuống dưới hồ, trong lúc em hoang mang, lúc em cần được sự giúp đỡ, chính anh là người đã cứu em lên. Anh còn nói với em hãy tin anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em suốt đời. Còn nữa, anh còn kể chuyện cười cho em nghe. Kể hết chuyện rồi, anh lại hát cho em nghe. Bây giờ anh bị bệnh rồi, em không biết kể chuyện cười, nhưng em có thể hát cho anh nghe. Hát đến khi anh hết bệnh thì thôi. Em không hát nữa. Em hát nghe rất hay. Dân Tường, Dân Tường, Dân Tường, Dân Tường, Dân Tường. Mạng ơn, em có biết những chuyện em nói lúc nãy đều là chuyện của anh và em không? Tại sao nhân vật nam lại biến thành Triệu Dân Tường mà không phải là anh chứ? À, bà chủ tịch à, hôm trước ở bệnh viện à, tôi có lỗi quá, mong bà rộng lượng bỏ qua cho tôi, đừng giận tôi nữa nghe. Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa. Bây giờ Dân Tường đã bình an vô sự, dòng tố không còn nữa. Phải. À, Triệu à, xem ra chủ tịch của chúng tôi quan tâm đến anh quá đó nghe. Dạ phải. Không những đã bỏ qua sự vô lễ của anh, hôm nay còn đặc biệt mời hai cha con anh đến nhà để uống rượu. Nè, anh phải cố gắng hết sức để trả ơn bà chủ tịch đó. Cho dù có đầu rơi xuống đất cũng không tiếc hy sinh, phải không? Nhất định là vậy rồi. Uống rượu. Tổng giám đốc, tôi cũng kính cô một ly. Chuyện hôm đó cô đừng để bụng giận tôi nữa nha. Bà chủ tịch còn không tính toán với anh, nếu như tôi còn nói ra nói vào, không phải là bụng dạ hẹp hòi sao? Anh thấy bà xã của tôi không? Xinh đẹp tuyệt vời, hơn nữa còn vô cùng độ lượng, biết thông cảm người khác. Cuộc đời này tôi chỉ biết của mình cô ấy thôi à. Đó chỉ biết mình đem thôi. Được rồi, không khí hôm nay đã vui vẻ như vậy, tiện thể tôi tuyên bố với mọi người chuyện này luôn. Bà chủ tịch à, mọi người quen nhau quá rồi, có gì mà cứ nói thẳng ra đi mà ha. Ông chủ tịch Triệu, về chuyện quầy hàng ở tầng 2,
tôi muốn chấm dứt hợp đồng sớm. Chấm dứt hợp đồng? Tại sao vậy? Anh Triệu à, không phải trong cuộc họp công ty lúc trước đã nói rồi sao? Nếu như công ty của các anh không đạt chỉ tiêu thì chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng sớm. Dạ phải. Nhưng mà dân thường của chúng tôi vừa mới hồi phục đây mà bà chọn ngay lúc này để nói chuyện chấm dứt hợp đồng sao? Bà chủ tịch à, bà có cảm thấy là hơi quá đáng hay không vậy? Chủ tịch Triệu, nếu như tôi thật sự quá đáng, tôi đã nói trong bệnh viện rồi. Về chuyện này cứ như vậy đi, không nhắc tới nữa, được không? Nói vậy là không thương lượng được nữa. Nên nói là bất đắc dĩ phải làm vậy. Nè, anh Triệu. Trời ơi, anh Triệu ơi. Cái này tục ngữ có câu nói là không có bữa tiệc nào mà không tàn, phải không? Để đi tiếp con đường phía trước, chúng ta chăm dứt vui vẻ. Nói không chừng á, sắp tới sẽ có cơ hội hợp tác mới thì sao chứ, phải không? Thôi miễn đi anh Hồ ơi. Tôi đã phải con nít 3 tuổi hả? Bà chủ tịch à, bà đã vô tình như vậy, tôi cũng không có gì để nói nữa hết á. Triệu Kiến Hành, tôi chấp nhận sự thật ha. Ba đi. Con và bà Ngâm có chuyện tuyên bố với mọi người. Thật ra trong khoảng thời gian con hôn mê bất tỉnh, con cảm thấy bản thân mình như đang ở một nơi vô cùng đen tối, vô cùng cô đơn và lạnh lẽo. Bốn bề chỉ toàn những thứ đáng sợ. Lúc đó con có từng nghĩ rằng có lẽ mình đã chết rồi, và con vô cùng sợ hãi. Lúc nào con muốn thoát ra khỏi nơi đó, nhưng con không tìm ra lối thoát. Nhưng mà cũng chính vào lúc đó, con nghe ở phía trước có tiếng hát như tiếng hát của thiên thần. Tiếng hát đó chính là tiếng hát êm dịu nhất, cảm động nhất mà con từng nghe. Nó cũng đã hóa giải nỗi sợ hãi ở trong lòng con. Con bình tĩnh lại và bước về phía của tiếng hát. Cuối cùng con tìm ra được lối thoát, và con tìm ra thiên thần của mình. Đó chính là Mạng Anh. Nội ơi, lúc Dân Tường đang bị hôn mê, con đã cầu nguyện và hứa với ông trời, chỉ cần Dân Tường có thể tỉnh lại thì con nguyện suốt cuộc đời ở bên cạnh anh ấy. Bây giờ Dân Tường đã tỉnh lại rồi, con cũng nên thực hiện lời hứa của mình. Dân Tường, con khá thiệt á, vừa mới xuất viện á đã cầu hôn với Mạng Âm rồi. Chuyện quan trọng như vậy mà con không thèm bàn trước gì với ba hết, thiệt là. Ba, con và Mạng Âm quen nhau lâu lắm rồi, chuyện kết hôn là đương nhiên. Chỉ tại ba không hiểu con trai ba thôi, nếu không ba đâu có ngạc nhiên. Được, cứ coi như người làm cha này có hoàn thành trách nhiệm đi. Nhưng mà biểu hiện hôm nay của con đáng được khen thưởng và khích lệ lắm. Vậy là sau này tương lai của nhà họ Triệu dựa vào con á. Ba nói câu này nghĩa là sao vậy ba? Nghĩa là sao hả? Còn là bố nữa. Ba con vô cùng cực khổ, suy nghĩ nát nước, khó khăn lắm mới giành được quyền kinh doanh các quầy hàng của Tô Gia về tay của mình. Lúc nãy trước lúc con với Mạng Âm đi xuống, ba còn tức muốn lên cơn tăng xong luôn. Còn con thì
Chỉ cần một cái vòng tròn nhỏ xíu đã cột chặt Tô Mạn Âm vào với mình rồi. Sau đó thì mang hết cái sự nghiệp Tô Thị vào cửa nhà mình luôn á. Làm giỏi lắm. Không hổ danh là con trai của Triệu Kiến Hành. Ba, con không cho phép ba biêu xấu tình cảm của con và bạn Âm. Tình cảm giữa con và bạn Âm đã hoàn toàn trong sáng mà, không hề liên quan tới chuyện kinh doanh của ba. Bây giờ con xin ba đừng có đem chuyện của ba gán ghép vào chuyện của con. Nè Nhân Từ, đừng nói giận vậy mà. Ba không cần biết tình cảm giữa con với Tô Mạn Âm là thật hay là giả. Bây giờ Nè, chuyện quan trọng nhất là con hãy mau cưới Mạn Âm về nhà đi. Sau đó danh chánh ngôn thuận tiếp nhận luôn tập đoàn Tô Thị. Rồi sau đó nữa hả, ông bà già của con đây đã có thể yên tâm nghỉ hưu để mà dưỡng già rồi. Nè Nhân Tường à, con nghĩ giùm ba đi. Sau khi ba nghỉ hưu à, nên đi du lịch ở Tahiti hay là Maldives hả? À, không sao à, khi mà có tiền rồi à, đi đâu cũng được hết á. Muốn đi đâu thì đi đó. Ê. Tại sao tình yêu trong sáng tốt đẹp của mình sau khi đi qua miệng ông ấy lại biến thành một thứ bẩn thỉu như vậy chứ? Em đã nhận lời cầu hôn của Dân Tường. Em muốn lấy Triệu Dân Tường sao? Em và Dân Tường thật lòng yêu nhau. Những người thật lòng yêu nhau thì ở bên nhau không phải sao? Vậy mà anh còn cho rằng anh và Triệu Dân Tường nên có một cuộc đấu công bằng. Tại sao chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi thôi, em đã có thể quyết định sự thắng thua của hai người? Tình yêu không có thắng hay thua, đó chỉ là một cảm giác. Trong lúc em bị trượt chân rơi xuống biển, Dân Tường không hề ngần ngại nhảy xuống biển để cứu em. Em cảm nhận được rằng anh ấy thật lòng yêu em. Có người nói tình yêu có 99% là sự dâng hiến và 1% là duyên phận. Trong lúc em cần sự giúp đỡ nhất, người đưa tay cho em, nắm lấy tay em là Dân Tường. Bắt đầu từ giây phút đó, em biết anh ấy chính là 1% duyên phận của em. Trước giờ anh không tin vào duyên phận. Sau khi sự việc đã xảy ra, anh vẫn luôn suy nghĩ
Anh yêu em. Dân Tường đã cầu hôn cô, thỏa mãn rồi chứ? Tại sao không nói hả? Chị Nhi, đừng có kêu tôi. Lấy tư cách gì dành Dân Tường với tôi chứ? Thank you.